Đàm phán ngừng bắn ở giải Gaza vẫn chưa đạt được dẫu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo đã diễn ra Thủ tướng Israel tuyên bố quyết chiến thề sẽ vượt qua lằn ranh đỏ Đồng thời Thủ tướng Netanyahu chỉ trích Tổng thống Mỹ Biden đã sai Giữa lúc đó Houthi tuyên bố sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa cho Mỹ và Israel Liệu điều này có đặt dấu chấm hết cho hy vọng ngừng bắn ở Trung Đông? Trong khi đó, chiến sự ở Đông Âu cũng đau thương không kém Nga chịu tổn thất nặng nề do đòn tập kích UAV bầy đàn của Ukraine Ukraine tuyên bố không bao giờ dương cờ trắng đầu hàng Mỹ sẽ buông bỏ Ukraine nếu ông Trump quay lại Nhà Trắng Cập nhật thông tin mới nhất về cuộc bầu cử Mỹ Ông Biden và ông Trump vận động tranh cử tại bàn chiến trường Tất cả sẽ được đến quý vị khán giả ngay sau đây Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng theo dõi chương trình Toàn cảnh điểm nóng thế giới. Thưa quý vị, những ngày gần đây xuất hiện những tín hiệu cho thấy Mỹ và Israel đang mâu thuẫn về cách xử lý cuộc chiến ở giải Gaza. Thủ tướng Israel mới đây đã đáp trả những lời chỉ trích gay gắt từ Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho rằng ông Netanyahu đang hành động dựa theo ý muốn của bản thân. Thủ tướng Netanyahu nói với Politico tôi không biết chính xác ý của tổng thống là gì nhưng nếu ý của ông ấy là tôi đang theo đuổi các chính sách riêng tư trái với mong muốn của đa số người israel và đang làm tổn hại đến lợi ích của israel thì ông ấy đã sai ở cả hai khía cạnh đây không phải là chính sách riêng của tôi mà là chính sách được đại đa số người dân israel ủng hộ trong phản hồi, ông Netanyahu còn chia sẻ, Israel nhận được sự ủng hộ thầm lặng của một số nước Ả Rập, những nước coi Hamas do Iran hậu thuẫn là mối đe dọa. Ông Netanyahu cũng khẳng định rằng, hầu hết người Israel biết không nên để chính quyền Palestine điều hành giải Gaza vì có thể sẽ lập lại sự kiện ngày 7 tháng 10 2023 đe dọa hòa bình khu vực và cả Trung Đông. Thời gian vừa qua, có nhiều tín hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu đang xấu đi. Theo NBC News, Tổng thống Biden đã bày tỏ sự thất vọng với những người thân tín về việc không thể thuyết phục Israel thay đổi chiến thuật quân sự ở Gaza, các bình luận của Tổng thống Biden dường như là sự khiển trách trực tiếp nhằm mục đích truyền tải sự bất bình với Thủ tướng Netanyahu, trong khi vẫn báo hiệu sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ cho Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây cũng đã cho biết ít nhất 13.000 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến của Israel chống lại Hamas ở giải Gaza, đồng thời thề tiếp tục tấn công Rafah bất chấp lời cảnh báo đây là lần ranh đỏ từ Mỹ. Theo thống kê của Israel, gần 31.000 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng, bắt đầu sau khi các chiến binh Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10. Cơ quan y tế ở Gaza không chia sẻ số người chết giữa dân thường và phiến quân Hamas, nhưng cho biết 72% số người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Hamas cũng bác bỏ tuyên bố của Israel về số liệu các chiến binh của họ bị tiêu diệt. Ông Netanyahu nói với hãng truyền thông Đức Asen Spinger việc mở rộng các cuộc tấn công của israel vào rafah ở cực nam gaza là chìa khóa để đánh bại hamas thủ tướng netanyahu cho biết chúng tôi đang tiến rất gần đến chiến thắng nhưng chúng tôi cũng sẽ bắt đầu hành động quân sự để chống lại các tiểu đoàn khủng bố còn lại ở rafah chỉ còn vài tuần nữa Trước đó, chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đã mạnh mẽ kêu gọi ông Netanyahu không nên tấn công ồ ạt vào Rafah cho đến khi lập kế hoạch sơ tán dân thường. Hơn một nửa trong số 2,3 triệu người dân Gaza đang trú ẩn ở khu vực Rafah. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh một cuộc tấn công lớn vào Rafah là lằn ranh đỏ đối với Israel, đồng thời cảnh báo sẽ cắt bỏ tất cả vũ khí để họ không có Iron Dome bảo vệ Đáp trả lại, Thủ tướng Netanyahu hôm 10 tháng 3 nói với tờ Politico rằng lực lượng Israel sẽ tiến vào Gaza. Ông khẳng định tôi có một ranh giới đỏ, bạn biết ranh giới đỏ là gì? Rằng ngày 7 tháng 10 sẽ không còn xảy ra nữa, không bao giờ xảy ra nữa. Theo Thủ tướng Netanyahu, 3 phần tư tiểu đoàn Hamas đã bị tiêu diệt và việc dừng cuộc tấn công này sẽ chỉ cho phép nhóm chiến binh người Palestine tập hợp lại lực lượng. Thưa quý vị, mới đây, người đứng đầu Ủy ban Tình báo thường viện Mỹ cho rằng mục tiêu loại bỏ toàn bộ thành viên Hamas của Israel không phải là mục tiêu thực tế. Quan chức này và một số đồng nghiệp Mỹ cho rằng chủ nghĩa cực đoan có thể là trỗi dậy ngay cả khi Hamas bị đánh bại hoặc là bị thay thế bởi các nhóm phiến quân khác ở Gaza. Chủ tịch Ủy ban Tình báo thường viện Mỹ, ông Mark Warner, đã nói trong chương trình Face the Nation của đài CBS hôm 10 tháng 3 rằng ông nghi ngờ cuộc xung đột ở Gaza có thể sớm kết thúc như lời tuyên bố của Thủ tướng Israel Netanyahu. Nhà lãnh đạo Israel nhiều lần khẳng định cuộc chiến sẽ kết thúc trong năm 2024. Trong khi đó, nghị sĩ Warner cho biết sau nhiều cuộc gặp gỡ với các quan chức Israel và thảo luận với giới tình báo, tôi cho rằng ý tưởng loại bỏ tất cả chiến binh Hamas là mục tiêu không thực tế. Thưa nghị sĩ cũng lưu ý rằng Hamas đã tìm mọi cách lẩn trốn sau khi bắt các con tin vào ngày 7 tháng 10. Điều đó rõ ràng cho thấy cuộc chiến ở Gaza sẽ không kết thúc nhanh chóng. Một nguyên nhân khác là Israel phải luôn chú ý đến vấn đề con tin thay vì chỉ tập trung vào chiến đấu với Hamas. Nghệ sĩ Warner nói rằng sau 140 ngày, về cơ bản Israel chỉ loại trừ được khoảng 35% số chiến binh Hamas và chỉ xâm nhập chưa đến 1 phần 3 mạng lưới đường hầm Hamas. Trong khi đó, thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas, ông Ismail Haniyeh, đã khẳng định rằng lực lượng này sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán tìm kiếm lệnh ngưng bắn tại giải Gaza trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Trước thềm tháng Ramadan, người đứng đầu văn phòng chính trị của Hamas nêu rõ, quân đội Israel chiếm đóng chính là bên phải chịu trách nhiệm về việc không thể đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza trước khi bắt đầu tháng Ramadan, mà dù vậy thủ lĩnh Hamas khẳng định nhóm này vẫn sẵn sàng đàm phán với Israel dưới sự trung gian quốc tế để đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza trong dịp tháng Ramadan. Tuyên bố của người đứng đầu văn phòng chính trị Hamas đưa ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán tại Cairo, Ai Cập đã không thể được nối lại theo kế hoạch. Trước đó, đại diện Hamas cùng với các nhà trung gian hòa giải của Mỹ, Qatar và Ai Cập đã có 5 ngày đàm phán liên tiếp ở Cairo với hy vọng tiến tới một lệnh ngừng bắn kéo dài khoảng 40 ngày tại Gaza trước khi bắt đầu tháng Ramadan. Vòng đàm phán này không có sự tham gia của phía Israel với lý do được Tel Aviv đưa ra là Hamas đã không cung cấp danh sách các con tin còn sống theo yêu cầu của nước này. Nhiều nhà lãnh đạo khu vực và thế giới đã bày tỏ sự thất vọng, xen lẫn qua ngày sâu sắc trước việc không thể đạt được lệnh ngừng bắn tại giải Gaza trước tháng Ramadan. Trong thông điệp đặc biệt, hôm qua, nhân dịp bắt đầu tháng lễ quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo, quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud đã bày tỏ sự đau buồn của Ngài trước việc người Palestine ở Gaza không thể được đón tháng Ramadan linh thiêng trong yên bình mà dưới bom đạn. Quốc vương nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế cần phải gánh trách nhiệm ngăn chặn các tội ác chống người Palestine ở dài Gaza. Bóng ma chiến tranh và nạn đói ở Gaza đã làm lu mờ tháng thánh lễ thiên liêng của người Hồi giáo khi các cuộc đàm phán nhằm đảm bảo một lệnh ngừng bắn bị đình trệ. Người dân Palestine đón tháng Ramadan trong tâm trạng u ám trong khi lực lượng cảnh sát Israel tăng cường các biện pháp an ninh trong khu vực. Theo Reuters, hàng nghìn cảnh sát đã được triển khai xung quanh các con phố chật hẹp ở thành phố cổ Jerusalem, nơi được dự kiến có hàng chục nghìn tín đồ đến cầu nguyện mỗi ngày tại khu nhà thờ Hồi giáo Anasat. Khác với những năm trước, xung quanh thành phố cổ đã không được trang trí như thông thường. Một khung cảnh u ám tương tự ở các thị trấn trên khắp bờ Tây bị chiếm đóng, nơi khoảng 400 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ. Aman Sider, một lãnh đạo cộng đồng ở thành phố cổ cho biết, năm nay chúng tôi đã quyết định không trang trí thành phố cổ Jerusalem để tưởng nhớ sự hy sinh của những người thân bạn bè chúng tôi và các chiến sĩ. Cảnh sát Israel cho biết họ đang nỗ lực để tháng lễ cầu nguyện Ramadan diễn ra một cách an toàn tại núi đền, đồng thời duy trì an ninh và an toàn trong khu vực. Lực lượng đã bắt giữ 20 người bị tình nghi kích động cực đoan. Đối với cộng đồng Hồi giáo toàn cầu, việc Israel kiểm soát Anasat từ lâu đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi. Tháng trước, lãnh đạo của Hamas Ismail Haniyeh đã kêu gọi người Palestine tham gia các cuộc tuần hành đến nhà thờ Hồi giáo vào đầu tháng Ramadan. Năm ngoái, các cuộc đụng độ đã xảy ra khi lực lượng an ninh Israel tiến vào khu nhà thờ Hồi giáo đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ Liên đoàn Ả Rập cũng như Ả Rập Saudi, quốc gia mà Israel đang tìm cách bình thường hóa quan hệ ngoại giao, mở rộng nỗ lực xây dựng quan hệ với các cường quốc trong khu vực, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom ngày 10 tháng 3 cho biết một tàu hậu cần đã được điều động tới Gaza vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ xây dựng cảng tạm thời cho hoạt động viện trợ. Sencom trong một tuyên bố gần đây cho biết tàu General Frank Besson đã rời căn cứ chung Lenley Jutix ở Virginia chưa đầy 36 giờ sau khi Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Gaza bằng đường biển. Theo Sencom, tàu hỗ trợ hậu cần đang mang theo thiết bị đầu tiên để có thể thiết lập một cảng tạm thời nhằm cung cấp các nguồn cung cấp nhân đạo quan trọng. Trước đó, trong thông điệp liên bang được đưa ra hôm 7 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố quân đội nước này sẽ thành lập một cảng tạm thời ngoài khơi bờ biển Gaza để cung cấp thêm viện trợ sau những cảnh báo của Liên Hiệp Quốc về nạn đói lan rộng ở Gaza. CNN mới đây đã công bố bức ảnh vệ tinh cho thấy một tuyến đường cắt ngang qua giải Gaza dài 6,5 km được quân đội Israel xây dựng đã chạm đến bờ biển Địa Trung Hải. Theo CNN, các quan chức Israel cho biết đây là hành lang Nezarim, được đặt theo tên khu định cư Nazarim của người Israel ở Gaza trước năm 2005. Con đường nối từ Đông sang Tây ở giải Gaza giao cắt với trục đường kết nối xuyên suốt phía Bắc và Nam của vùng đất. Chia sẻ với CNN, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết tuyến đường là cơ sở để Israel thiết lập các hoạt động trong khu vực và cho phép các lực lượng cũng như là thiết bị hậu cần đi qua. Khi được hỏi về việc hoàn thành tuyến đường IDF cho biết, con đường này đã tồn tại trước xung đột và đang được cải tạo do xe bột thép làm hư hỏng. Tuy nhiên, theo phân tích của CNN, chỉ có đoạn đường hơn 2 km tồn tại từ trước, phần còn lại được xây mới. Trong khi đó, Bộ trưởng các vấn đề di cư Israel Amichai Chikli thông tin với CNN, con đường mới sẽ giúp cho quân đội Israel dễ dàng tiến hành các cuộc tấn công xuyên suốt phía bắc phía nam và trung tâm giải Gaza hơn. Theo CNN, hành lang Nezarim là một phần trong kế hoạch an ninh nhằm kiểm soát vùng lãnh thổ trong nhiều tháng và có thể trong nhiều năm tới quan chức hàng đầu của houthi abdul Sattar al mới đây cũng đã nói rằng chiến dịch của lực lượng này sẽ tiếp tục cho đến khi các cường quốc toàn cầu bao gồm mỹ và vương quốc anh thực hiện các yêu cầu của họ cụ thể là ngừng các hoạt động quân sự của israel ở giải gaza và tăng viện trợ nhân đạo cho khu vực vào tuần trước, lãnh đạo Houthi Abdul Malik on Houthi cũng đã thông báo thực hiện 96 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong năm tháng vừa qua, nhắm vào 61 tàu ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Houthi cũng xác định rằng lực lượng này đã triển khai vũ khí tàu ngầm trong các hoạt động của mình, làm dấy lên mối quan ngại từ quốc tế. Vào giữa tháng 2, Houthi đã tấn công tàu chở hàng Rubimar ở eo biển Bass El Madaf, đánh chìm con tàu và khiến 41.000 tấn phân bón bị tràn ra biển. Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ gọi sự kiện này là thảm họa môi trường. Cùng lúc đó, cuộc tấn công tên lửa của Houthi nhằm vào tàu chở hàng True Confidence vào tuần trước cũng đã khiến ba thủy thủ thiệt mạng. Đó là những người đầu tiên thiệt mạng kể từ khi Houthi bắt đầu các hoạt động tấn công, đồng thời cũng làm bị thương những người khác. Ông al Madmi nói rằng Houthi còn nhiều bất ngờ hơn trong Mỹ, Israel và các cường quốc phương Tây khác. Ông nói rằng các cuộc tấn công vào True Confidence và Ruby Moore cho thấy quyết tâm của Houthi. Ông al Nadmi cũng nói rằng Chúng tôi có niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo cũng như là các quyết định của mình. Điều này thúc đẩy chúng tôi tiếp tục các hoạt động để hỗ trợ những người anh em ở Gaza. Đài phát thanh quân đội Israel mới đây cũng đã đưa tin Hezbollah đã phóng 30 tên lửa từ Liban về phía thị trấn Madan Sams ở cao nguyên Golan mà lực lượng Israel đang kiểm soát trong tuyên bố mới đây quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện các máy bay chiến đấu có bệ phóng tên lửa chống tăng trong khu vực Sheba Farms ở miền nam Liban vào hôm 10 tháng 3 hai trong số các máy bay của Israel đã tiến hành đánh chặn quân đội Israel cho biết sáng nay quân đội đã phát hiện một máy bay không người lái của Hezbollah máy bay này đã bị rơi ở một khu vực mở gần núi Hormon không gây ra bất kỳ thương tích hay thiệt hại nào căng thẳng đã bùng lên dọc theo biên giới giữa Liban và Israel trong bối cảnh lực lượng Hezbollah và Israel liên tục giao tranh hỏa lực đây được xem là những cuộc đụng độ đẫm máu nhất kể từ khi hai bên xảy ra cuộc chiến toàn nhẫn vào năm 2006. Trong khi đó, Đông Âu vẫn nóng như và dầu sôi. Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố nước này đã tấn công vào một cơ sở sửa chữa máy bay của Nga, phá hủy một phi cơ A-50 trị giá 330 triệu đô la Mỹ. Đây là chiếc A-50 thứ ba của Nga bị Ukraine phá hủy trong vài tháng vừa qua. Theo một quan chức Ukraine, lực lượng nước này đã phá hủy hoặc làm hư hại nặng theo một máy bay trinh thám A-50 hàng hiếm của Moscow sau khi Kiev nhắm mục tiêu vào một nhà máy hàng không ở miền nam của nước này. Ông Vasily Gulubev, thống đốc của vùng Rostov, cho biết Kiev đã phát động một cuộc tấn công máy bay không người lái UAV quy mô lớn vào thành phố Tyrenrov. Các blogger quân sự Nga đưa tin rằng bầy đàn UAV của Ukraine đã tấn công một nhà máy trong thành phố nơi sửa chữa máy bay do thám A-50 cũng như là một sân bay gần đó. Nguồn tin nói rằng vụ tấn công diễn ra theo nhiều đợt. Sergei Bratchuk, một quan chức quân sự Ukraine ở miền nam nước này cho biết UAV đã tấn công xưởng của nhà máy và gây ra hỏa hoạn nhưng không rõ liệu máy bay A-50 ở gần đó có bị bắn trúng hay không. Trong khi đó, nghị sĩ Ukraine Oleksiy Goncharenko nói với Newsweek hôm 10 tháng 3 rằng nhà máy Takarov bị hư hỏng nặng và máy bay A-50 gần cơ sở này đã bị phá hủy hoặc là bị hư hại đáng kể. Ông Gontarenko cho biết đây là vũ khí quan trọng của không quân Nga, đặc biệt khi Ukraine sẽ nhận được máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây tài trợ vào cuối năm. Trước đó, Ukraine cho biết trong những ngày đầu năm, họ đã phá hủy hai chiếc A-50 của Nga. A-50 là một máy bay hàng hiếm trong không quân Nga. Đây là máy bay cảnh báo sớm với khả năng chỉ huy trên không và theo dõi tới 60 mục tiêu cùng một lúc. Giá thành của A50 dao động từ 330 đến 500 triệu đô la Mỹ tùy phiên bản. Theo Fox, Nga có 9 chiếc A50 nhưng 6 chiếc dường như đang được nâng cấp. Nếu họ thực sự mất đi 3 chiếc A50 như Ukraine tuyên bố, đây sẽ là tổn thất rất lớn, khó có thể bù đắp trong thời gian ngắn. Đại diện thường trực của Ukraine tại Liên Hiệp Quốc, Sergei Kilisya, cuối tuần vừa qua cũng đã cho biết Nga đang cố gắng phá vỡ hành lang hàng hải của Ukraine thông qua các cuộc tấn công liên tục vào Odessa. Hải quân Ukraine đã mở một hành lang biển đen tạm thời vào tháng 8 2023, vài tuần sau khi Nga đơn phương chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc ở biển đen nhằm đe dọa khả năng vận chuyển ngũ cốc của Ukraine. Quan chức Ukraine cho biết, kể từ khi tuyến đường vận chuyển được hình thành, gần 30 triệu tấn hàng hóa đã được xuất khẩu sang 42 quốc gia khác nhau từ các cảng Odessa, Pidani cũng như là Konomo. Hơn 8 triệu tấn đã được xuất khẩu chỉ trong tháng 2. Ông Kislyci, cho rằng xuất khẩu từ các cảng biển đen của Ukraine đã đạt gần mức trước xung đột. Hành lang này ban đầu được mở để cho phép các tàu đã cập cảng biển đen của Ukraine ra vào từ tháng 2 2022. Kể từ đó, nó trở thành con đường xuất khẩu hàng hóa của Ukraine như là ngũ cốc và kim loại. Ukraine là nước sản xuất nông nghiệp lớn và nguồn cung cấp của nước này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp lương thực cho các quốc gia trên toàn thế giới, cụ thể là ở miền Nam Bán Cầu. Ukraine gần đây đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng hải quân của Nga, nhưng hoạt động vận tải trên biển đen vẫn đang đối mặt với những rủi ro do cuộc chiến tổng lực gây ra đặc biệt là nguy cơ từ miền núi. Ông Kislytsi cũng đã nói rằng những nỗ lực của Nga nhằm đẩy cộng đồng quốc tế khỏi sáng kiến này đã thất bại. Ukraine không quản ngại những nguy hiểm tiêm tàng trong xung đột đã triển khai các tuyến hành lang hàng hải và sẽ tiếp tục tăng cường hiệu quả của các biện pháp này. Hãng thông tấn nhà nước Nga Ria Novosti đưa tin. Sân bay quốc tế Pulkovo ở Petersburg hôm 10 tháng 3 đã phải đình chỉ hoạt động trong vài giờ sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần thành phố lớn thứ hai của nga. Các khu vực giáp Ukraine của Nga thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kể từ khi Moscow tiến hành cuộc chiến toàn diện tại Ukraine hơn 2 năm trước. Tuy nhiên, St. Petersburg hiếm khi là mục tiêu của các cuộc tấn công như vậy. Thống đốc tỉnh Leningrad Alexander Dostenko cũng đã báo cáo rằng một máy bay không người lái đã bị bắn rơi ở gần làng Fonovoso, phía nam của sân bay Pulkovo mà không ghi nhận thương vong. Các quan chức Ukraine hiện chưa đưa bình luận về vụ tấn công. Fonosovo nằm cách biên giới Nga với Ukraine hơn 800 km. Cơ quan giám sát hàng không Nga đã thông cáo đóng cửa không phận nhằm đảm bảo an toàn, tuy nhiên không nêu chi tiết cụ thể. Một số video được đăng tải trên kênh Telegram của Nga cho thấy cột khói bốc lên gần sân bay quốc tế Pulkovo. Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin đám cháy đã bùng phát tại một nhà kho ở khu vực lân cận, được biết có hai người bị thương trong vụ cháy. Cùng lúc đó, giới chức cô tỉnh Novgorod lân cận cũng đã tuyên bố đã bắn hạ máy bay không người lái tại khu vực. Hai tờ báo Nga hôm 10 tháng 3 đưa tin Moscow đã cách chức tư lệnh hải quân sau loạt tổn thất ở Biển Đen, xuất phát từ những vụ tấn công của xuồng cảm tử và tên lửa Ukraine nhắm vào tàu Nga. Theo hai tờ báo Nga, Moscow sẽ bổ nhiệm đô đốc Alexander Mosayev thay cho đô đốc Nikolai Yevminov, người đang nắm giữ chức vị hiện tại. Tin tức được đưa ra trong bối cảnh có báo cáo rằng khoảng 20% hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy tính đến, đến cuối tháng 12, 2023. Ông Yevmerov là chỉ huy hải quân Nga từ tháng 5 2019, hiện tên của ông vẫn còn được liệt kê kế bên chức vụ trên trang web của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin bổ nhiệm mới này. Trong khi đó, Đô đốc Moisev là chỉ huy hạm đội phương Bắc của Nga, đóng tại Bắc Cực từ năm 2019. Trước đó, ông từng giữ chức chỉ huy hạm đội Biển Đen bắt đầu từ năm 2018. Báo cáo cũng cho biết, động thái thay thế tư lệnh hải quân được thúc đẩy bởi các cuộc tấn công thành công của Ukraine và các mục tiêu quân sự ở Crimea. Ukraine đã nhiều lần tấn công hạm đội Biển Đen của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, bao gồm vụ đánh chìm tàu tuần dương chủ lực Moscow vào tháng 4, 2022 và một cuộc tấn công tên lửa tàn khốc vào trụ sở của hạm đội ở Crimea bị chiếm đóng, khiến hơn 30 sĩ quan thiệt mạng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng NATO không còn có thể phủ nhận sự hiện diện của lực lượng mình ở Ukraine. Bà nói với tờ Izvestia, khi bình luận về tuyên bố của ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski, NATO không còn lý do gì để phủ nhận điều đó nữa. Trước đó trong phiên thảo luận ở một sự kiện kỷ niệm 25 năm Ba Lan gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO được phát sóng trên kênh YouTube Sams RP, ngoại trưởng Ba Lan Sikorski nói rằng một số nước NATO đã gửi quân đội của họ tới Ukraine. Lời tuyên bố được đưa ra giữa lúc có nhiều tranh cãi xung quanh phát biểu vào cuối tháng 2 của Tổng thống Pháp Macron. Theo ông Macron, lãnh đạo các nước phương Tây đã thảo luận về khả năng gửi binh sĩ tới Ukraine, mặc dù chưa đạt được đồng thuận nào về vấn đề này, nhưng không loại trừ bất kỳ phương án nào để giúp Ukraine giành chiến thắng. Về phía Kiev, Bộ Quốc phòng Anh viết trong báo cáo mới công bố Ukraine gần như chắc chắn đã đẩy nhanh việc xây dựng các công sự phòng thủ dọc theo một số khu vực trên tiền tuyến. Theo báo cáo, các biện pháp này bao gồm các kế hoạch dựng chướng ngại vật và mương chống tăng, chiến hào bộ binh, bãi miền và các vị trí phòng thủ kiên cố khác. Việc Ukraine tăng cường củng cố tiền tuyến có thể khiến các lực lượng Nga gặp khó khăn khi tiến vào các vị trí này và không đạt được bất kỳ lợi ích chiến thuật đáng kể nào. Bộ này cũng cho biết thêm, bất kỳ nỗ lực nào nhằm tiến tới các khu vực kiên cố hơn rất có thể sẽ đi kèm với nguy cơ tổn thất cao cho quân đội Nga. Theo Kiev Independent, các cuộc phản công bị đình trệ của Kiev vào năm 2023 cuối cùng đã không mang lại lợi ích lãnh thổ như mong muốn trước lực lượng Nga, bộ quân đội Kiev phải thực hiện cách tiếp cận phòng thủ hơn trong giai đoạn mới nhất của cuộc chiến toàn diện. Trong cuộc họp báo vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng hệ thống phòng thủ mạnh mẽ nhất đã được xây dựng ở tỉnh Kharkiv, phía đông bắc của Ukraine. Giới chức Ukraine mới đây cũng đã phản bác lời kêu gọi của giáo hoàng về việc dương cờ trắng để bắt đầu đàm phán với Nga nhằm chấm dứt xung đột, đẫm máu kéo dài hơn 2 năm vừa qua. Cờ của chúng tôi màu vàng và xanh, chúng tôi sẽ luôn sống và chết và chiến thắng vì một cờ này. Chúng tôi sẽ không bao giờ dương bất cứ lá cờ nào khác. Ngoại trưởng Ukraine dmitro Kuleba viết trên mạng xã hội X ngày 10 tháng 3 để phản bác việc giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraine nên dương cờ trắng đàm phán với Nga. Nhà ngoại giao Ukraine bình luận thêm, tôi kêu gọi Vatican tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ và tiếp tục ủng hộ Ukraine, những người đang đấu tranh cho sự sống. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng chỉ trích những bình luận của giáo hoàng gọi đó là sự hòa giải ảo. Dư luận xung xao sau khi giáo hoàng Francis cuối tuần qua nói rằng Ukraine nên có can đảm dương cờ trắng đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm vừa qua. Giáo hoàng nhấn mạnh rằng đàm phán không có nghĩa là đầu hàng. Người đứng đầu tòa thánh Vatican Matteo Bruni sau đó cũng đã làm rõ phát biểu của giáo hoàng. Ông nói thuật nữ cờ trắng nhằm chỉ việc đã được thỏa thuận ngừng bắn bằng dũng khí đàm phán. Trong khi đó, Nga hoan nghênh lời kêu gọi của giáo hoàng. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói giáo hoàng hiểu rõ lịch sử Nga và biết điều này là tốt nhất. Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Hai bên đều tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhằm kết thúc xung đột, song đều đưa ra những điều kiện mà bên còn lại cho rằng không thể chấp nhận được. Chính quyền Tổng thống Ukraine khẳng định không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ để đạt được hòa bình với Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 10 tháng 3 cảnh báo kịch bản Nga hành động quân sự nhằm vào các nước NATO. Theo ông, thì các khu vực ở sườn phía đông NATO có thể sẽ bị tàn phá ngay sau khi Thụy Điển trở thành thành viên mới nhất của liên minh. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Alta của Litva ngày 10 tháng 3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, ông tin tưởng mạnh mẽ rằng nếu Nga phát động chiến dịch quân sự ở các nước vùng Baltic, họ sẽ có khả năng chống lại đối thủ vượt trội cả về kinh nghiệm và năng lực. Điều này sẽ khiến NATO phải mất vài ngày để quyết định phương án đối phó. Ông Kuleba vẫn tin rằng NATO sẽ giành chiến thắng cuối cùng, nhưng hậu quả đem lại sẽ vô cùng tàn khốc. Hãy nhìn Bakhmut, hãy nhìn Adivka, đây sẽ là diện mạo của các nước vùng Baltic sau các cuộc giao tranh dữ dội. Đây là diện mạo của các thành phố của bạn. Vilnius sẽ không còn xinh đẹp nữa, Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo. Một số quốc gia NATO nằm ven biển Baltic, bao gồm Latvia, Estonia và Litva, sau này cũng đã giáp với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Thụy Điển cũng đã nằm ven biển Baltic và trở thành thành viên mới nhất của NATO vào cuối tuần trước. Gần đây, cơ quan tình báo Litva cũng đã đưa ra một báo cáo chung khẳng định Nga có đủ nguồn lực để chiến đấu ở Ukraine với cương độ hiện tại trong ít nhất 2 năm nữa. Đồng thời, Nga cũng đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài với NATO, đặc biệt là ở khu vực biển Baltic và đang dần mở rộng khả năng quân sự ở các khu vực phía Tây. Giữa bối cảnh này, Estonia, Litva và Latvia đang tích cực xây dựng các công trình phòng thủ khổng lồ dọc theo biên giới chung với Nga và Belarus. Estonia có kế hoạch xây dựng 600 bonke với chi phí 65 triệu đô la Mỹ dọc theo biên giới dài 455 km chung với Nga, đài truyền hình IOO của nước này đưa tin. Hãng thông tấn TASS đưa tin Thủ tướng Hungary Orbán nói rằng cựu Tổng thống Donald Trump có kế hoạch chi tiết để chấm dứt chiến sự đã kéo dài hơn 2 năm ở Ukraine. Ông ấy có các kế hoạch khá chi tiết về cách chấm dứt cuộc chiến này, nhưng tôi không được phép tiết lộ nội dung. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán trả lời phỏng vấn kênh M1 ngày 10 tháng 3 khi nhắc đến cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Orbán cũng thêm rằng kế hoạch của ông Trump trùng với kế hoạch của Hungary về nhiều khía cạnh, nhưng từ chối điều cụ thể. Ông Trump là người của hòa bình. Ông đã nêu rõ mục tiêu mang hòa bình đến cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tôi không thấy ai khác có đủ quyết tâm và sức mạnh để thực hiện điều đó hơn ông Trump, Thủ tướng Orbán khẳng định. Cựu Tổng thống Mỹ từng nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt chiến sự trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử trong tháng 11. Ông nói sẽ đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào phòng đàm phán giúp hai bên đi tới thỏa thuận, nhưng không nêu rõ điều khoản là gì. Sau cuộc gặp gỡ với ông Donald Trump, thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, cựu tổng thống Mỹ đã tiết lộ sẽ không cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine nếu ông đắc cử vào tháng 11 năm nay. Ông Trump ngày 8 tháng 3 đã đón tiếp Thủ tướng Orbán trong cuộc gặp cá nhân tại dinh thự Malago ở Florida. Hai đồng minh lâu năm đã thảo luận về một loạt vấn đề mà Hungary và Hoa Kỳ cùng quan tâm, theo Sputnik News đưa tin. Sau khi trở về nước, Thủ tướng Orbán nói trên đài M1 của Hungary rằng nếu người Mỹ không cung cấp vũ khí và tiền bạc cho Ukraine và người châu Âu cũng vậy thì xung đột sẽ chấm dứt. Nếu người Mỹ không đưa tiền cho Ukraine thì châu Âu cũng sẽ không thể tự họ tài trợ cho cuộc chiến này và khi đó mọi thứ sẽ kết thúc. Ông Orbán nói thêm, hiện giờ ông Trump không phải là Tổng thống Mỹ, nhưng những nghị sĩ ủng hộ ông Trump và đảng Cộng hòa nói chung đã can thiệp khi đảng Dân Chủ muốn viện trợ không ngừng cho Ukraine. Ông Trump nói rằng nếu trở lại Nhà Trắng, ông ấy sẽ không dành một xu nào cho Ukraine và khi đó cuộc chiến này sẽ kết thúc, ông Orban nói. Theo Sputnik, ông Trump và ông Orban là những đồng minh lâu năm, có chung một số quan điểm chính trị bảo thủ và cũng đã công khai bày tỏ sự tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau. Nhà Trắng và Ukraine chưa lên tiếng về những chia sẻ của Thủ tướng Orban. Truyền thông Mỹ và đài NSK nhận định Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump dường như đã bắt đầu màn tái đấu cho vị trí dẫn dắt Nhà Trắng sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay. Cuối tuần này, ông Biden và ông Trump đều vận động tranh cử ở Georgia, một trong những bang chiến trường vô cùng quan trọng ông Biden đã tổ chức một cuộc meeting ở Atlanta, thủ phủ của bang vào thứ Bảy, 9 tháng 3. Tại đây ông nói không cường điệu khi cho rằng các quyền tự do của chúng ta thực sự được quyết định trong cuộc bầu cử vào tháng 11 này. Donald Trump và đảng Cộng hòa MAGA đang cố gắng tước đoạt các quyền tự do của chúng ta. Trong khi đó, ông Trump cũng đã vận động các thành phố Atlanta 100 km. Cựu tổng thống gọi ông Biden là mối đe dọa đối với nền dân chủ và cáo buộc ông chủ Nhà Trắng đã vũ khí hóa cơ quan tư pháp Mỹ cùng nhau chúng ta sẽ lật sang trang mới của lịch sử Hoa Kỳ, quên đi những con ác mộng khốn khổ trong nhiệm kỳ tổng thống Biden, ông nói thêm. Ứng cư viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump đang phải đối mặt với 91 cáo buộc trọng tội trong 4 vụ án hình sự. Tuy nhiên, ông nhất quyết nói mình vô tội. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Con Huy xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý vị sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.